Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Sẽ tiếp tục việc tô màu nhé. Thank you.
Mình làm tô màu xong nha các bạn.